một người nữ doanh nhân không có cái gì mà làm cho cô ta sợ, đúng không? Mà chỉ có xã hội sợ cô ta. Xin mời dành một tràng pháo tay cho MC Kỳ Duyên. Quá đẹp luôn. Dạ, không gì nữa. Và tôi cũng xin cảm ơn. Trời ơi, sao nhẹ nhàng thế? Người đàn ông nghệ sĩ duy nhất. Quý vị tưởng là Nguyễn Ngọc à? Quý vị tưởng là Nguyễn Hương? Nhưng người nam nghệ sĩ duy nhất. Happy birthday to you. Trời ơi, thấy chưa? Mấy em không tuổi nè. Sầu riêng của Thúy Nha ăn vô rất ngon, nghe đồn chứ chưa biết. Một tràng vỗ tay cho bên đây của Nguyễn Đại Thúy Nha. Rồi dạ, một, hai, ba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Có một show ca nhạc chủ đề đạp gió. Đó. Và cô ta không cần đạp gì hết. Sau bao nhiêu năm vẫn đẹp như xưa. Một tràng tay cho những ca sĩ Trúc Linh. Xin lỗi tất cả quý vị. Đẹp quá trời đó. Đẹp quá. Lấy điện, lấy điện. Cáo ơi. Bánh tháng 6 đi. Em đang đèn cho nè. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Chuôn nè, phải đi cầm lấy cho bánh chuôn cho mấy người ơi. Happy birthday. Mà cái vấn đề cho tài sản cho quý vị. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday.